học tiếng Trung qua truyện ngụ ngôn. Vẽ ma dễ nhất. Yu yan gu shi, hua gui zui yi. Chun qiu shi qi, you yi ge hen gao ming de hua jia, zhe tian bei qing lai wei qi wang hua xiang. Chun qiu shi qi, you yi ge hen gao ming de hua jia, zhe tian bei qing lai wei qi wang hua xiang. Chun qiu shi qi, you yi ge hen gao ming de hua jia, zhe tian bei qing lai wei qi wang hua xiang. Vào thời Xuân Thu, có một họa sĩ vô cùng tài giỏi. Vào ngày nọ, ông được mời đến để vẽ chân dung cho vua Tề. Họa xiang qua trận trung, chỉ quảng quân hoa chà. Họa xiang qua trận trung, Qi Wang wen hua jia. Hua xiang guo cheng zhong, Qi Wang wen hua jia. Trong lúc đang vẽ chân dung, Vu Tề hỏi họa sĩ. Bi jiao qi lai, shen me dong xi zui nan hua ne? Bǐ jiào qǐ lái, shěn me dōng xī zuì nán huà nè? Bǐ jiào qǐ lái, shěn me dōng xī zuì nán huà nè? So với tất cả mọi thứ, thì cái gì là khó vẽ nhất? Hoa gia hủy tả xua, hóa tông tờ cổ yu mã, tô sư chui nản hoa tờ, hóa yu hoa tờ bu trần mơ hảo. Hoa gia hủy tả xua, hóa tông tờ cổ yu mã, tô sư chui nản hoa tờ, hóa yu hoa tờ bu trần mơ hảo. Hoa gia hủy tả xua, hóa tông tâm cổ yu mã, tô sư chui nản hoa tờ, hóa yu hoa tờ bu trần mơ hảo. Họa sĩ trả lời, chó và ngựa luôn luôn chuyển động nên sẽ khó vẽ nhất, và tôi vẽ chúng cũng không được đẹp lắm. Qi Wang yu wen dao, na shenme dongxi zui rongyi hua ne? Qi Wang yu wen dao, na shenme dongxi zui rongyi hua ne? Qi Wang yu wen dao, na shenme dongxi zui rongyi hua ne? Tề Vương lại hỏi tiếp, vậy vẽ cái gì là dễ nhất? Họa gia nói, hoa quỷ zui rongyi. Họa gia nói, hoa quỷ zui rongyi. Họa gia nói, hoa quỷ zui rongyi. Họa sĩ nói, vẽ ma là dễ nhất. Vì sao nữa? Vì
什么呢？为什么呢？tại sao vậy？因为狗与马这些东西人们都熟悉，经常出现在人们的眼前。因为狗与马这些东西人们都熟悉，经常出现在人们的眼前。因为狗与马这些东西人们都熟悉，经常出现在人们的眼前。Vì chó và ngựa là loài quen thuộc với mọi người nhất. Chúng thường xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ cần 画错, 哪怕一点点都会被人发现而指出毛病，所以难画。只要画错，哪怕一点点都会被人发现而指出毛病，所以难画。只要画错，哪怕一点点都会被人发现而指出毛病，所以难画。Chỉ cần vẽ sai một chút cũng sẽ bị người khác phát hiện và chỉ ra lỗi sai ngay, vì vậy nên mới khó vẽ. 特别是动态中的狗与马难画，因为既有形又不定形。特别是动态中的狗与马难画，因为既有形又不定形。特别是动态中的狗与马难画，因为既有形又不定形。Đặc biệt là vẽ những con chó và con ngựa trong lúc chúng đang chuyển động rất là khó.Vì chúng vừa hữu hình vừa vô định. Chứ dữ quậy nó, sĩ về mấy trên của. Chứ dữ quậy nó, sĩ về mấy trên của. Chứ dữ quậy nó, sĩ về mấy trên của.Còn nếu vẽ ma, chưa từng có ai nhìn thấy được chúng. Mấy dù chơi tinh tờ xỉn thị, về mấy dù miễn chơi tờ xăng mò. Mấy dù chơi tinh tờ xỉn thị, về mấy dù miễn chơi tờ xăng mò.没有确定的形体，也没有明确的相貌。Vì chúng không có hình thù cố định, cũng không có mặt mày rõ ràng. Na chiu ke yi you wo sui bian hua, xiang zhen me hua jiu zhen me hua. Na chiu ke yi you wo sui bian画，想怎么画就怎么画，那就可以由我随便画，想怎么画就怎么画。Nên tôi có thể tùy ý mà vẽ, muốn vẽ như thế nào thì vẽ như thế nấy. Họa 出来后
谁也不能证明他不像鬼。画出来后，谁也不能证明他不像鬼。画出来后，谁也不能证明他不像鬼。Vẽ xong thì cũng không ai có thể chứng minh được là nó không giống ma. Sở dĩ hoa quỷ sư hẳn rủng nhi tờ, bù phê sở mơ sẵn. Sở dĩ hoa quỷ sư hẳn rủng nhi tờ, bù phê sở mơ sẵn. Sở dĩ hoa quỷ sư hẳn rủng nhi tờ, bù phê sở mơ sẵn. Cho nên, vẽ ma là dễ nhất, không cần phải hao tâm tổn sức. Họa gia tờ cao luân chứng minh. Họa gia tờ cao luân chứng minh. Họa gia tờ cao luân chứng minh. Lời lập luận cao siêu này của họa sĩ đã chứng minh rằng nếu không có cụ thể từ khách quan tiêu chuẩn, thì sẽ dễ khiến người ta suy cho giả và đầu cơ trục lợi. Nếu không có cụ thể từ khách quan tiêu chuẩn, thì sẽ dễ khiến người ta suy cho giả và đầu cơ trục lợi. 如果没有具体的客观标准，就会容易使人弄虚作假和投机取巧。Nếu không có tiêu chuẩn khách quan cụ thể, thì sẽ dễ khiến cho con người ta dễ dàng giở trò dối trá và đầu cơ trục lợi.唯心论最省力，因为它不受客观实际的检验，可以瞎说一气。唯心论最省力，因为它不说客观实际的检验，可以瞎说一气。唯心论最省力，因为它不受客观实际的检验，可以瞎说一气。Nếu theo chủ nghĩa duy tâm thì sẽ rất tiết kiệm sức lực, vì nó không phụ thuộc vào thực tế khách quan, nên chúng có thể nói ra những điều vô căn cứ.而唯物论则要接受客观实际的检验，所以很费功夫。而唯物论则要接受客观实际的检验，所以很费功夫。而唯物论则要接受客观实际的检验，所以很费功夫。Còn nếu theo chủ nghĩa duy vật thì lại phải bị phụ thuộc vào thực tế khách quan, nên sẽ hao tốn rất nhiều công sức. 生词，từ mới。Chỉ vọng, chỉ vọng, vô tề. Họa xiang, họa xiang, vẽ chân dung.
Quá trình. Quá trình. Quá trình. Hoạt động. Hoạt động. Chuyển động. Quỷ. Quỷ. Ma quỷ. Sủ xí. Sủ xí. Quen thuộc. Động thái. Động thái. Chuyển động. Chi yo. Chi yo. Vừa, vừa. Dầu xỉn. Dầu xỉn. Hữu hình. Bù tinh xỉn. Bù tinh xỉn. Vô định. Chuệ tinh. Chuệ tinh. Cố định. Xỉn thị. Xỉn thị. Hình thù. Minh chuệ. Minh chuệ. Rõ ràng. Xiang mạo. Xiang mạo. Mặt mày. Chứng minh. Chứng minh. Chứng minh. Phải sẵn mơ sẵn. Phải sẵn mơ sẵn. Hao tâm tốn sức. Cao luận. Cao luận. Lập luận cao siêu. Chư thị. Chư thị. Cụ thể. Tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Nông suy chua giả. Nông suy chua giả. Giở trò dối trá. Thấu chi chủ chảo. Thấu chi chủ chảo. Đầu cơ trục lợi. Quỷ sinh luân. Quỷ sinh luân. Chủ nghĩa duy tâm. Sần ly. Sần ly. Tiết kiệm sức lực. Sử chi. Sử chi. Thực tế. Kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm. Phụ thuộc, kiểm nghiệm. Xia shuo yi qi. Xia shuo yi qi. Nói điều vô căn cứ. Quỷ u luận. Quỷ u luận. Chủ nghĩa duy vật. Phẩy công phu. Phẩy công phu. Hao phí công sức. Hoa quỷ truy y. Xuân Chiêu thời kỳ, 有一个很高明的画家, 这天被请来为齐王画像。 画像过程中, 齐王问画家, 比较起来,什么东西最难画呢? 画家回答说, 活动的狗与马都是最难画的,我也画得不怎么好。 齐王又问道, 那什么东西最容易画呢? 画家说, 画鬼最容易。
为什么呢？因为狗与马这些东西人们都很熟悉，经常出现在人们的眼前，只要画错哪怕一点点都会被人发现而指出毛病，所以难画。特别是动态中的狗与马难画，因为既有形又不定形。至于鬼呢，谁也没见过，没有确定的形体，也没有明确的貌相，那就可以由我随便画，想怎么画就怎么画，画出来后谁也不能证明它不像鬼，所以画鬼是很容易的，不费什么神。画家的高论证明，如果没有具体的客观标准，就会容易使人弄虚作假和投机取巧。唯心论最省力，因为它不受客观标准的检验，可以瞎说一气；而唯物论则要接受客观实际的检验，所以很费功夫。